Ni loan tiếng hát dân ca, huyện nhà mở hội hát du tưng bừng, lãnh đạo các cấp chúc mừng, nhanh chân hội tụ về cùng liên hoan. Nhanh chân tới hội trường nghỉ khu văn hóa, tới hội trường này vui dự hội đại cùng mì ra cùng mì thi đua. Trời trong xanh gió mát, cả xóm thôn đồng loạt ra quân, cấp trên quyết định mở rộng đường thôn. Nhưng cũng chỉ vì tại con mụ vợ nhà tôi ấy, nói mãi cũng chẳng nghe, đau hết cả cái đầu. Nghe ngóng cái gì hả? Này này, bà đi đâu đấy? Bà ở nhà để cho tôi bàn chuyện. Này này, ông đừng có cậy, ông là cán bộ đảng viên. Mà tôi đã nói, làm gì thì làm, tôi không hiến đất là không hiến đất, tôi không nùi tường là không, tôi không nùi tường. Ơ hay, thế chả có nhẽ tôi đây là một cán bộ đảng viên mà không quyết định được lùi một đoạn tường và hiến chục mấy chục mét đất để làm đường thôn xóm hay sao? Tôi nói rồi, cái đoạn tường xây kia, tôi dỡ ngay lập tức, hiến đất lùi đường, tôi đây. Tôi đã nói là làm, bà nghe chưa? Tôi không đồng ý là không đồng ý. Ông xem, đoạn tường vừa mới xây thế kia, mà giờ đuổi phá mới trả dỡ. Mất hơn hẳn của tôi hơn chục triệu bạc, chứ có ít gì đâu. Ông xem, hai vợ chồng mình thì bây giờ già yếu cả rồi, kinh tế thì lại khó khăn. Thế nếu cứ phá dỡ cái tường kia đi, thì lấy tiền đâu ra để mà xây lại hả? Dỡ là dỡ. Ông hãy xem mì mình. Phải hiến đất nùi tường để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Vậy bà đừng có mà ương ngang, mà làm hỏng hết việc của làng, của xóm. Ông muốn làm gì thì làm. Bà ơi, bà có biết không, sau mỗi trận mưa giông là con đường ngập mông. Ta phải góp công góp sức để cùng nhau xây và nâng cấp con đường. Không vì chuyện nhỏ nhoi mà làm ảnh hưởng đến môi trường. Nhà nước và nhân dân cùng làm là chủ trương của Đảng. Mọi nhà đều chung sức góp công. Nếu có con đường đẹp rồi thì bà đừng có mà đi nữa nha. Thế tôi hỏi ông nhá, hiến đất đùi tường thì có được đền bù không? Cả con đường là một dự án, sao ông không đề nghị người ta đền bù cho một ít? Bà đừng có đòi hỏi nhiều làm gì, để mà mặc cảm lòng dân sau này. Đấy ông xem, đất nhà mình thì có rộng rãi gì, vườn thì không có, cái sân thì bé tí thế kia. Nhớ, nay mai mà thằng Tuấn nó cưới vợ thì biết bác Giạp vào đâu hả? Một tôi nói cho ông biết rằng hai ông vẫn cố tình, ba ông vẫn hiến đất, bốn ông hiến nốt cái nhà này đi. Ông đừng dài dòng, ông đừng nhiều lời để tôi bực mình. Tâm nhớ rằng không hiến đất thì lấy đâu ra dòng đường. Thế nên tôi với bà cùng bao nhau, ta cùng bàn, ta cùng làm nên con đường. Ông xem, hôm qua họp thôn, người ta nói ông trưởng thôn vừa mới triển khai kế hoạch, ông đã vội giơ tay, tôi nhất trí hiến đất đùi tường. Ông xem, đất nhà mình thì chật chội, vườn thì không có, cái sân thì bé tí thế kia. Đấy ông xem cái nhà này còn cái gì thì ông hiến nốt đi, hay ông hiến nốt cả tôi đây này. Tôi đã nói ngay với bà ngay từ ban đầu, mà bà có chịu nghe tôi đâu. Nghe hay không thì kệ. Tôi đã nói với ông từ đầu rồi, tôi không hiến là không hiến, tôi không nùi tường là không nùi tường. Thế tôi hỏi bà nhá, thế cứ bà cứ đòi cái tiền đền bù, thì tiền là của ai? Thế có phải tiền của Đảng, của dân hay không? Lúc sinh thời, Bác Hồ đã căn dặn. Họ trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân hiểu cũng xong. Của dân, của Đảng, của chúng mọi. Hai bác có chuyện gì mà to tiếng thế ạ? Tại cái bà này đấy cô ạ, đường đường là một cán bộ đảng viên thì đương nhiên tôi phải gương mẫu để đi đầu trong các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phải thực hiện hiến đất nùi tường để mọi người cùng tham gia, bà con mới hưởng ứng. Thế mà bà ấy cứ ương ngang, tôi nói mãi cũng không nghe, đau hết cả cái đầu đấy cô ạ. Thế sự tình như thế nào, bác kể tôi nghe xem sao. Cô ơi, cô nhìn xem cái bức tường nhà tôi vừa mới xây đẹp thế kia. Thế mà ông ấy không đi họp chi bộ chi biết gì, nghị quyết nghị kiết của thôn ra làm sao. Bắt bây giờ bắt tôi về phá dỡ đi. Cô xem già yếu cả rồi, lấy tiền đâu ra mà để xây lại, làm sao mà tôi nghe được cơ chứ. Vâng, hai bác ạ, xây dựng nông thôn mới nâng cao không chỉ của riêng ai mà của mọi người, mọi nhà cùng đồng tâm, hợp lực, góp sức, góp công, góp của cùng nhau thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương ta. Đấy hai bác ạ. Và con đường to đẹp, mọi người trong xóm, ngoài thôn phải cùng nhau đoàn kết thì mới làm được con đường to đẹp, phải không hai bác?
Báo cáo cô, nghe cô nói bây giờ tôi đã hiểu rồi. Thế là vậy là thôn ta lại sắp có con đường mới, phải không ông? Vậy là bà đã hiểu ra rồi. Ta vui liên hoan ta hát ca vang đón mừng nông thôn mới nâng cao. À ơi à, ơi à ta cùng vui. À ơi à, ơi à ta cùng vui. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thành viên trong đơn vị dự thi xã Bình Lãng đã gửi đến cho tất cả quý vị khán giả và hội thi của chúng ta ngày hôm nay một tiểu phẩm về